Thân lực xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, thời gian vừa rồi thì các bác theo dõi được ở trên những thước phim Chuẩn Lực đăng tải lên thì hiện tại Chuẩn Lực đang đi vào làm nhà của hai ông cháu của bác. Thế nhưng mà do là thời tiết không có ủng hộ, thành ra là Chuẩn Lực phải tạm dừng cái công việc mà lấy vật liệu vào nhà của hai ông cháu để cho mấy anh em thợ là thực hiện. Vừa rồi thì Chuẩn Lực có đi xuống các bác. Con đường xuống thì là cái con đường này các bác này, mọi lần thì là Chuẩn Lực vẫn còn đi được xe xuống đấy, nhưng mà đến hôm nay thì là Chuẩn Lực không thể lấy xe xuống được rồi, tại vì là ở trên thì có một hai chỗ là nó bị sạt đấy, thành ra là Chuẩn Lực không thể mà lấy xe máy được vào nữa. Hôm nay thì Chuẩn Lực xuống thì cũng có đem thêm là hai phần quà các bác ạ. Một phần quà thì là được là bà gia đình bà Mai Phong, và một phần quà thì là được bác Quang là ở bên Mỹ, bác có gửi cho cháu Lực từ trên này đi xuống nhà của hai ông cháu thì là một cái cung đường còn khá là xa đó các bác ạ. Bây giờ thì cháu Lực sẽ lựa chọn là đường đi đường tắt thôi, không có đi đường mọi lần cháu Lực hay đi nữa, đi bằng xe, đi đường xe máy nữa. Rồi đến hôm nay thì là thời tiết bắt đầu hưởng nắng lên một chút của bác ạ. Cháu Lực mong rằng là thời tiết nắng cho cháu Lực độ tầm thêm là 1-2 tuần nữa để cháu Lực lấy được vật liệu đi vào nhà của hai ông cháu hết đã. Cái thời gian vừa rồi thì nếu mà các bác có theo dõi được là những cái thước phim hay là những cái tin tức về Hà Giang đấy, thì Hà Giang năm nay đang hưởng ứng một cái cơn lũ với lại cơn bão rất là lớn của bác ạ. Ôi, không may là bị trơn ở đây của bác. Có lẽ là cháu được xếp lại phải là lại phải bỏ dép ở đây thôi các bác, không có dám đi dép xuống nữa rồi, trơn quá rồi. Trời mưa như này thì là bà con là có nước để mà làm ruộng các bác. Nếu mà không trời mưa thì không có nước để mà làm ruộng đâu. Ở dưới kia thì hiện tại là trời bắt đầu hưởng nắng lên rồi các bác này. Bây giờ thì là buổi chiều rồi. Buổi sáng nay thì cháu Lực buổi sáng nay thì vẫn còn mưa các bác, cho nên là cháu Lực không thể xuống được. Từ đây đi xuống nhà hai ông cháu thì chắc là phải độ tầm là đi bộ là đâu đó phải tầm 30 phút đấy các bác ạ. Nếu mà đi chân đất đấy các bác. Ủa, chỗ này còn lún luôn này. Đi chân đất thì cháu Lực rất là sợ gặp là cái con kiến nhỏ này các bác này. Con con kiến nhỏ này các bác này, con loại con này đốt ra rất là đau. Nó ví như là như kiểu con ong ấy, con loại đấy. Hay cũng sẽ là có một số các bác khán giả sẽ nói rằng là cháu Lực lại là chậm chạp mất rồi đấy, nhưng mà cháu Lực nợ tất cả các cô bác anh chị ở trên kênh một lời xin lỗi, và đặc biệt là Mạnh Thường Quân đồng hành cùng cháu Lực trong thời gian vừa rồi. Cháu Lực cũng rất là muốn là sẽ làm cho hai ông cháu là nhanh nhất có thể đấy, nhưng mà do là bị ảnh hưởng của thời tiết đấy, cho nên là cháu Lực không dám lấy vật liệu vào các bác. Bây giờ nếu mà cháu Lực lấy vật liệu vào thì rất là sợ là sẽ gặp mưa. Xi thì gặp mưa gặp nước thì các bác cũng đã biết là nó sẽ bị chết rồi, thành ra là nó sẽ bị thiệt hại rất là lớn. Nhưng chuyến vật liệu cuối cùng này là gọi như là chuyến cuối rồi các bác. Cháu Lực lấy bây giờ thì cháu Lực cũng đã bàn bạc với lại là mấy anh em thợ rồi, rằng là tập kết vật liệu đủ hết rồi thì mới làm, chứ không để mà làm rang rở rở được. Bây giờ thì gạch thì đã chuyển đi xuống cái nhà hết rồi.
hầu như là cái con đường tắt này thì là ít ai đi, thành ra là cỏ mọc rất là nhiều. Chúng tôi còn phải bỏ lại xếp ở trên kia thôi này, vì đường trơn quá. Và vừa rồi thì đáng lẽ ra là đi ủng là hợp lý hơn các bác, nhưng mà cháu Lực nghĩ rằng là đường kia nó không bị sạt đấy. Phải đến tới nhà hai ông cháu đi, cháu Lực xé ghi hình sau và gửi cái phần quà này tới cho hai ông cháu sau các bác ạ. Cảm giác đi mà không có kiểu nói chuyện một chút nào các bác, cảm giác là nó mệt hơn hẳn đấy. Bây giờ thì lộ tầm là chắc tầm 10 đến 15 phút nữa là đến nhà của hai ông cháu rồi. Thế hầu như là tháng nào thì cũng đều được là gia đình bà Mai Phong là gửi cho cháu Lực là 500 ngàn các bác. Trong đó thì là bà có bảo với cháu Lực rằng là mua cho ông sò với lại bé Mạnh, hai ông cháu các bác, là 20 cân gạo. Và còn là dư bao nhiêu thì là bà cho cháu Lực để mà làm kinh phí đồ sang niên hai. 20 cân thì là cháu Lực mua hết là 400 ngàn các bác ạ. Là còn dư ra 100 ngàn thì cái khoản đó bà bảo là cho cháu Lực để làm kinh phí đồ sang đi lại. Rồi cũng sau tầm một tuần là không xuống đây nhìn thấy cung đường là bị ảnh hưởng mưa với lại lú rất là nhiều quá. Nhà hai ông cháu thì cũng có một số cô bác nói rằng những kiểu nói trêu quá, nói rằng là động thổ không phải là ngày đẹp ấy, lúc nào cũng gặp trời mưa đấy. Đó là nhà hai ông cháu thì rất là trắc trở của bác ạ, đường đã khó rồi thì trong đó thì còn lại mưa nhiều nữa. Những cái đoạn lá ẩm ẩm này thì rất là sợ những cái con mà cái con mà nó bị ăn chân nữa các bác. Con đấy thì nó hay có ở trong rơm dạ này. Hay, bây giờ thì cũng đến nha. Đến rồi các bác ạ. Và hiện tại thì cháu Lực đã đến nhà của hai ông cháu rồi cô bác ạ. Đây vừa rồi thì cháu Lực là điệu thêm là 20 cân gạo từ trên kia xuống nữa, lại thêm là túi quà của bác Quang nữa. Rồi đây thì có vẻ như là đến cái mùa vụ thu hoạch lúa của nhà ông rồi cô bác ạ. Cháu Lực thấy là đây có 4-5 bao. Có vẻ như là bé Mạnh thì đang ở dưới kia này các bác ạ. Ok, gọi đây thì cũng bị ảnh hưởng này các bác này, chỗ này ấy. Mưa, chỗ này là mưa nó chảy từ trên rãnh này xuống là nhiều quá. Thành ra là nó bị chỗ này thành khe. Thành khe rất là lớn. Mày ở nhà trông thóc à? Ông đâu? Ông đâu? Không ở dưới kia à? Ừ. À nào Mạnh, khoanh tay chào con các bà nào. Hôm nay Mạnh ở nhà làm gì? Hả? Ở nhà cùng ông thu hoạch lúa à? Rồi chú bị xuống xem là mắt bị làm sao đấy, mắt bị làm sao ấy? Ôi mắt Mạnh là bị một chút đỏ rồi cô bác này. Bị đau mắt à? Có cái gì đập trúng không? Không, không đâu à? Mạnh ở đây trông gà đấy à? Ông thì là phơi thóc ở đây cô bác, Mạnh thì là xuống đây trông gà. Nào bà Dê. Ông thì là một mình là tự ở dưới kia cô bác này, tự gạt tự tuốt. Nào bà Dê. Nào bà. Mày có đi xuống dưới kia với ông không?
Hả? Hả? Không. Đi, đi nhá, đi không? Đi nhỉ? Đi không? Đi. Đi đường nào ấy, mày mày đi đường nào ấy? Đi đường đấy à? Ôi mày ơi, chó này, mày ơi, chó này. Đi đuổi chó đi, này. Đi đuổi chó đi, mày ơi. Chị má à mày. Nhanh mày ơi, nhanh. Ở đây, mày ở đây trong đi, không đi xuống đây nữa. Con nào mày về? Đi trong chó đi mày. Đi trong chó đi, đi đi đi, đi trong chó đi. Đi. Mạnh là vừa rồi ở trên là trong thóc của bác ạ, chó lực còn rủ Mạnh xuống nó tí nữa thì chó nó quậy hết ở trên đấy rồi. Cũng phải nói là bác có 20 cân gạo thôi từ trên kia xuống mà là cảm giác như là đôi chân hiện tại như khắp sắp không phải là đôi chân của mình rồi. Nhà ông gạt sắp hết rồi đấy ông nhỉ? Vâng, có một mình ông tự làm thôi à? Này cháu đeo cho ông một cái mic nào. Không lấy được công ai hả ông? Vậy ông gửi một lời chào tới các bác không? Các bác các chị nhá. Ông hôm nay thu hoạch lúa được bao nhiêu bao rồi? Được 4 bao thôi. Được 3-4 bao thôi à? Cháu thấy là ở dưới kia có thành mẩu ấy. Thế là đây là một mình ông khắc gạt à, ông khắc tuốt à? Vâng. Hôm nay gạt thế này, đón này. À. Về đây chứ. Vâng, thế là lấy đạp à ông bây giờ ấy? Vâng. Bây giờ thì có vẻ, có lẽ là cháu Lực sẽ phải là hộ ông đó các bác ạ. Sẽ để máy quay ở mấy góc nào đấy. Xong là hai ông cháu cùng làm. Ok, có người về hồ này, làm một tí trời mưa. Một tí trời mưa hả ông? Ừ, quê đấy. À. Quê không có, mưa cả ngày. Mấy hôm nay mưa nhiều quá ông ạ. Cháu hộ ông ạ. Hai người đạp được không? Sắp phun dao không? Hả? Sắp phun dao không nhờ? Bây giờ nó lép rồi. Dạ? Phun dao nó bị lép rồi. Vâng. Hầu như là nhà người khác thì là dùng bằng máy tuốt mà có xăng với lại có dầu rồi các bác đấy, hay là dùng điện rồi đấy. Tuy nhiên là hai ông cháu thì vẫn còn làm và rất là thủ công thôi. Dạ. Vâng, một mình cháu rồi. Đường ở trên kia mưa sặc nhiều quá không ạ? Để cho bó nhỏ nhỏ đấy không nhỉ?
to không được đâu. À, không phải để chúng nó bị ông ạ. Máy này đạp nhanh quá không được đâu ông nhỉ. Đạp nhanh quá nó bị tuột bánh răng.
Mạnh thì là một cậu bé mà rất là hiểu chuyện các bác ạ. Ông thì ở dưới đây làm một mình, còn ở trên kia thì khi mà ông đem thách phóc đi phơi các bác thì là Mạnh là ở trên kia trông gà với lại là xem chó để không cho nó bới. Thế ngày hôm nay là ông làm đến mấy giờ đấy ông? Hôm nay từ 11 giờ mới làm. 1 giờ làm à? Ừ. Buổi sáng nay thì là mưa không làm được ông nhỉ? Sáng mưa. Đây này thì cháu Lực nhìn thấy là ông làm một mình là khác làm cô bác ạ. Là cũng được là đâu đó là được tầm một nửa rồi cô bác. Được tầm một nửa rồi, còn là một nửa nữa thôi. Ông gặt được bao nhiêu ngày rồi ông? 3-4 ngày rồi. Được 3-4 ngày rồi ông? Vâng. Thế là cứ hôm là lúc nào mà trời không mưa là làm là ông? Vâng. Một ngày làm một tí à? Vâng. Mưa được 2 ngày. Ngày thứ 3 rồi. Đấy ở đây. Đấy ở đây thì là cô bác ạ. Như người khác thì còn dùng bằng bằng máy, người ta dùng bằng máy xăng hết rồi, nhưng mà còn ông là còn dùng bằng thủ công nữa cô bác này, là còn dùng bàn để đạp thôi. Cái máy này thì có được lâu lắm rồi ông nhỉ? Lâu rồi. Máy này được bao nhiêu năm rồi ông? 6-7 năm rồi. 6-7 năm rồi à? Còn rồi đít nó thùng hết rồi. Ôi rồi. Ôi rồi, thế là cái phần đít này có đâu không? Đây. Đít không có rồi. Ồ thế là ông dùng cái bàn này để chải thôi à? Vâng. Thế là phần đít này là cũng bị gọi như là nó bị dỉ hết rồi. Dỉ hết rồi. Ôi rồi. Cái khung này còn ồ làm được. Thế là gọi là dùng tạm thôi ông nhỉ? Tạm. Cái vùng này thôi. Vâng. Không biết là sang vụ năm sau thì còn được không này? Năm sau thì không được. Đây nó dỉ hết rồi. Mạnh ơi. Mạnh à. Dạ, ông có đi hút thuốc rồi. Mạnh là ở trên này để mà trông gà trông chó của bác ạ, để không cho nó bới. Đấy, cuộc sống của hai ông cháu thì là Mạnh thì còn nhỏ quá, cũng không phụ giúp được ông gì cả. Mạnh thì có xuống ruộng này làm được ông làm với ông được không? Chỉ xuống một tí để quần áo bẩn hết. À, thế là xuống này là cũng gọi là làm với ông đúng không? Vâng. Ở đây thì có lẽ là những cái thửa ruộng của bác này thì không thể gặt được để ở trong, cho nên là gặt cứ lấy ra thôi. Nay là bây giờ cho vào bao tải luôn chưa ông? Vâng, một tí nữa. Tôi sắp đèn về lấy rồi, bây giờ đi lấy cắm lần tí. À, thế là đèn sạc đằng trên rồi. Nên không có điện sạc chỗ hột tôi gạch trên này. À, gạch chứ, tôi gạch trên kia là không lấy xuống nhỉ? Cho rồi. Vâng. Sáng nay lấy sạc đi. Vâng. Chứ chỉ tối đi không thấy. Vâng. Bây giờ lấy cả trâu nữa. Thế là đây là ông dùng bạt để che lại xong tối nay mới về lấy về nhà à? Vâng. Còn bây giờ là ông đi lấy rô lợn luôn à? Đến đi trên này lấy đèn. À bây giờ là đi lên nhà lên trên lấy đèn không? Không, sáng nay sạc được là cái lán. À. Trên đi. Ờ thế là sáng nay sạc ở trên đấy à? Kéo điện lên trên rồi. Vâng. Nó bảo đâu trên này không cắt được nữa. Vâng. Hôm đó là dây điện mua về các bác thì khi mà kéo đến nhà thì mấy anh em thợ cũng mượn lại để mà lên trên tời gạch. Thành ra là bây giờ mỗi lần sạc là ông là phải đèn pin lên trên đấy sạc. Hôm qua nước to lắm. Hôm qua nước to lắm ấy ông nhỉ ở đây ấy. Thấy là tạo thành cái khe rất là lớn này. Thấy là khe suối là sạch sẽ này. Nước tắc túi rồi. Dạ, ôi rồi. Ôi. Đấy, cô bác Mạnh này, cô bác này. Ở nhà là đến tối đến tối là phụ giúp ông là đơm thóc đi vào trong bao này. Đấy, rất là giỏi. Một cậu bé năm nay mới chỉ có 5 tuổi thôi. Thóc này thì rất là ngứa đấy cô bác ạ. Thế là ông là bây giờ lên trên là lấy đèn à? Vâng, lấy đèn trước đó. Vâng. Đi lấy cắm luôn. Vâng, vâng. Đi tối rồi. Vâng. Hôm nay cháu lại mua cho ông thêm là 20 cân gạo nữa. 20 cân gạo à? Vâng, đây đây, lên trên này này, cháu gửi cho ông đấy.
Được kia đi khó lắm rồi. Đây, đây cháu đi được. Ở đây thì có vẻ như là mưa nhiều quá cô bác này, tạo thành một cái khe rất là lớn rồi. Đấy, mạnh thì là khác biết giúp ông để mà đơm thóc là đi vào trong bao tải. Đấy, để một tí nữa ông là vác về. Ông là lên bảo hả? Dạ. Không lấy được chị. Dạ. Trời không nóng thì lấy được cũng chưa phơi được. À, thóc ấy đúng không? Vâng. Ừ. Đây là ông làm đúa à? Làm đúa rồi. À vâng. Thế đây này, cháu lại mua cho ông thêm là 20 cân gạo ở đây nhau nhá. Vâng. Đây còn cái này là của phần là bà Mai Phong nhá. Vâng. Bà Mai Phong thì tháng nào là cũng đều gửi cho bà là 20 cân gạo đấy. Thì là cháu mua xuống cho ông rồi. Vâng. Hôm nay thì cháu lại vác rất là xa nữa. Vâng. Để xe tận lên trên nhà của anh thợ cơ. Không có. Thế để điện tin à? Vâng, không có lấy được xuống. Vâng. Đấy. À, thì mới thì đất đường hỏng nhiều lắm. Vâng đấy. À, ông gửi một lời cảm ơn tới bà gia đình bà Mai Phong không? Vâng. Xin cảm ơn chị Mai Phong nhá, đã gạo giúp được tôi. Tôi cảm ơn chị nhá, cảm ơn nhiều. Đấy, ở đây thì là thời gian qua nếu mà không có các cô bác và bà Mai Phong nữa là hỗ trợ ông về gạo ấy thì là không có đến ăn đến ngày hôm nay đâu cô bác. Đấy, ở đằng sau ông thì cháu được nhìn thấy là có tầm là 6-7 nhưng mà nửa đó cô bác, nếu mà được thì là tầm độ là tầm 3-4 bao thôi. Đấy, còn cháu được cũng xin thay mặt là ông gửi một lời cảm ơn tới gia đình bà Mai Phong, chúc gia đình bà thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Còn cái này là phần quà của bác Quang là ở bên Mỹ ông nhá. Đấy, bác Quang ở bên Mỹ là gửi cho ông là đây là gửi cho Mạnh ông nhá. Đấy, cái này là cái áo này là gửi cho Mạnh ông nhá. Rồi thì cháu để vào trong túi đi ông nhá, để ông đem cho Mạnh để mà Mạnh mặc nhá. Thì ông gửi một lời cảm ơn tới bác Quang ở bên Mỹ ông ạ. Xin chào bác con ở bên Mỹ đã lấy quần áo giúp cho cháu tôi. Tôi xin cảm ơn cả gia đình anh chị em tốt nha. Anh Mạnh thì nha. Mạnh thì cũng màu lên lên rồi các bác. Lấy hết được chưa? Hết chưa? Hết chưa? Còn sắp là chú về đây, chú hơi lên màu màu hả? Đến tới mùa. Đồng phát mùa hả? Bây giờ hot talk để vào hết bao đó ông ạ. Để cho vào bao đó. Đấy. Mày có quần áo mới nha đây này. Đây ướt hết rồi. Mày có thích áo siêu nhân không? Thích à? Thế thì gửi một lời cảm ơn tới ông Quang ở bên Mỹ nào. Con. Con. Tiếp nào. Con cảm ơn ông ở bên Mỹ đã gửi phần quà cho con. Con chúc ông. Con chúc ông. Rồi. Mấy tháng là đi học lớp 1 rồi đấy nhỉ. Ôi ôi tay bị làm sao anh ngứa à? Rồi, đây này bị đây thì có vẻ như là đi theo ông để mà đi gạt đấy ông nhỉ. Hôm nay là đi vác lúa cho ông à? Đấy, mày có 5 tuổi thôi nhưng mà đã biết là đi ra ruộng ra đồng là phụ giúp cho ông rồi cô bác. Ngày mai thì nếu mà không mưa thì cháu Lực sẽ lại tiếp tục là đi xuống để mà phụ giúp ông về cái công việc này cô bác. Đấy đi, mày ơi đi xuống ấy, đi lấy thóc để cho bao đi. Đi, đi, dẫn ra chú hộ cho. Đi đường nào? Vừa rồi đi đường nào lên? Cẩn thận nhá. Đấy kìa, con gà ăn hết rồi kìa. Đấy vừa rồi thì thấy là có quần áo mới cho nên là Mạnh là lên đây để mà xem cô bác ạ. Chứ không là em ấy là ở dưới là cho thóc vào bao ấy, đâm thóc vào bao. Cẩn thận em Mạnh nhá. Này không có cái bát à Mạnh hả? Có. Không có bát à? Có. Đây vừa rồi thì xuống thì thấy, tự khắc kéo gom gom vào một đống đấy không bác? Kéo được không? Ra đây để chú nào. Đây để tiếp tục để cho bao này này. Cái này ngứa lắm ấy, thóc này. Thế là làm như nào đây? Mày thử làm xem nào.
À. Tôi phải nói là bé Mạnh năm nay mới có 5 tuổi thôi, đấy, nhưng mà Mạnh là một cậu bé mà phải nói là rất là hiểu chuyện và rất là ngoan. Cô bác phụ giúp cho ông gạt lúa này. Vừa rồi thì ông có kể rằng là đi xuống ruộng là hộ ông là gạt cũng như là vác từng bó một để mà đem ra chỗ tập kết tuốt lúa để cho để tuốt. Tìm cái gì đấy? Anh thấy là cái cụm nào mà cục đá là biết nhặt vứt đi đấy cô bác này. Mày nhặt cái gì đấy mày? Nhặt cát à? Nhặt đá à? À. Đấy. Đôi tay nhỏ nhỏ bé bé thôi nhưng mà đơm được rất là nhiều thóc. Cũng rất là cảm ơn các cô bác anh chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng cháu Lực giúp đỡ cho hai ông cháu. Mạnh thì thiếu vắng đi cả tình yêu thương của người mẹ lấn người bố. Đấy, bao to là không nhấc được với ông nhờ. Thế là lúc nào phơi thóc là Mạnh cũng biết khác biết làm thế này hả ông? À. Đấy, chỉ cần đảo thôi là đã biết tự làm rồi cô bác ạ. Cái này phải mua một cái hót rác về ông nhờ. Thế để mai cho xuống thì cháu mua cho ông một cái hót rác về để mà đông gạo. Càng ngày càng lớn lên và càng ngày càng ngoan hơn cô bác ạ. Sang năm thì Mạnh lại đi học vào lớp 1 rồi. Sang năm sau thì có vẻ là có thể là phải ở trong trường, trong lớp luôn rồi. Như này thì chưa khô đâu ông nhỉ, này ấy. À đây là nãy ông vừa lấy về thôi á. À. Mạnh thì có vẻ như là bị ngứa rồi cô bác ạ. À. Rồi. Mắt của Mạnh á không? Chắc là bị đau mắt rồi mà. Hay là đi xuống dưới tuốt lúa là bị chưa tuốt là đã bị rồi á. Đi đâu đấy mày? Đi đâu đấy? Không có ông làm à? Đi đâu rồi? Bỏ mặc ông làm một mình rồi. Có vẻ như là mai chắc là cháu Lực phải mua thuốc về cho Mạnh để bôi mới được rồi cô bác. Đấy là kiểu cháu Lực sờ vào, cháu Lực sờ vào được cô bác này bị là cảm giác như là nó bị nuốt như kiểu nổi mụn lên đấy. Các bác ở trên kênh mà có cái loại thuốc này thì là cho Lực xin để cho và đưa cho bé Mạnh để bôi. Cát của mấy anh em thợ thì hiện tại thì cũng đang tập kết ở đây khá là nhiều rồi các bác. Vậy thời gian qua thì mưa lớn như này thì cái nền nhà của hai ông cháu thì không có bị ảnh hưởng gì nhiều cả. Mỗi cái gọi là chỗ bên này này, một chỗ bên này là nó bị mưa các bác, mưa xuống nó thành rãnh, thành ra là và nó mưa xuống nó bị trôi ấy, tạo thành rãnh. Mày đi đâu ấy? Hả? Quá. À lại đi ngủ vào kia à? Tức là hai cháu là mưa to quá lại chỗ này không dám ngủ à? À là chỗ này đúng không? Vâng.
Đấy, còn phần dưới này thì là không bị sao ông nhỉ, phần này ấy. Ờ, chỗ này thì có vẻ như là bị trôi đi khá là nhiều rồi cô bác này. Xung quanh hàng xóm thì cũng chẳng có ai là nhiều cả cô bác, ở trên kia thì chỉ có mỗi là gia đình của nhà Quyết thôi. Đấy, ở đây thì là những ngày nhà người ta làm đấy, thì ông là đi làm để mà lấy tiền, thành ra là không có đổi công. Thành ra là lúc nào mà nhà ông làm ấy thì là mới có một mình là ông khác làm thôi. Đấy, có lẽ là bây giờ cũng khá là tối rồi cô bác ạ, chắc là Trần Lực cũng xin được là kết thúc cái video đấy thôi các bác. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video, và chúc tất cả các bác ở trên kênh một chúc tất cả các bác gặp thật nhiều may mắn và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Rất là mong sẽ được sự đồng hành của các bác anh chị mạnh thường quân trên cái chặng đường thiện nguyện của cháu Lực nữa. Ông ơi, gửi một lời chào tạm biệt tới các bác nào. Chào các bác các chị nhá. Rồi này, nào Mạnh gửi một lời chào tới các bà nào. Chào tạm biệt các bà. Rồi, bye bye. Răng rụng rồi à? Xem nào, xem răng cái nào. Xem răng nào. Răng ơi, há mồm. Há mồm to nào. À, Mạnh là bị răng rụng đấy nhở. Thay răng rồi cô bác ạ. Đây, có lẽ là cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào cô bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về, có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Thank you.